Mùa hè lại đến rồi các bạn ạ. Đây, mình lại lôi những chiếc quạt trong gia đình mình ra để mình đi vệ sinh rồi tra dầu tra mỡ. Bởi vì nếu không làm như thế thì nó quạt nó chạy chậm này, chạy yếu này, rồi nó kêu lọc cọc cực kỳ khó chịu luôn. Thì tiện thể trong cái video này thì mình cũng sẽ chia sẻ cho các bạn về các nguyên nhân làm cho quạt chạy chậm, chạy yếu và kêu lọc cọc. Đồng thời, mình cũng sẽ chỉ cho các bạn cách khắc phục và đảm bảo rằng các bạn xem xong video này thì các bạn có thể tự khắc phục cho chiếc quạt trong gia đình của mình, biến từ một chiếc quạt mà chạy chậm, chạy yếu, kêu lọc cọc thành một chiếc quạt chạy trơn tru, ngon lành chành đào như mới luôn. Ok, chúng ta hãy cùng bắt đầu video. Nguyên nhân thứ nhất mà dẫn đến quạt chạy chậm, quạt kêu đó là do quạt sau một thời gian sử dụng ấy thì cái bụi bẩn nó bám vào. Đây, các bạn có thể nhìn thấy đây là một cái quạt này, sau một thời gian sử dụng này, cái bụi bẩn nó bám vào rất bẩn luôn, các bạn thấy chưa? Và khi mà cái bụi bẩn nó bám vào như này thì nó có thể làm cho cái cánh của chúng ta nó bị lệch trọng tâm, dẫn đến là nó quay, nó sẽ bị rung lắc và nó gây kêu. Và thứ hai, khi mà bụi bẩn ấy nó sẽ vào các động cơ, nó vào các trục động cơ, nó gây bó sát và nó làm cho cái quạt nó chạy chậm. Do đó, để khắc phục cái nguyên nhân này thì đơn giản là chúng ta chỉ cần tháo ra, chúng ta vệ sinh sạch sẽ, sau đó chúng ta lắp lại. Và khi lắp lại, các bạn phải lưu ý là chúng ta cần phải lắp chặt vào nhá. Bởi vì nếu mà vặn ốc lỏng các thứ là nó cũng sẽ kêu lọc cọc. Rồi, nguyên nhân thứ hai làm cho quạt chạy chậm, chạy yếu và kêu đó là do khô dầu và sát cốt. Thì các bạn hình dung này, cái quạt của chúng ta sẽ có một cái rotor, nó sẽ quay và ở hai đầu nó sẽ có một cái gối đỡ để cái trục này nó quay trơn tru này. Và quạt thông thường thì nó hay dùng bạc thau. Đây là cái bạc thau này, các bạn nhìn này. Đấy, thì nếu như mà nó bị khô dầu, đấy, khô dầu thì dẫn đến là nó sẽ bị bó két cái trục này với cái bạc thau, làm cho quạt chạy chậm hoặc là kêu. Và cái cách khắc phục thì chúng ta nếu như khô dầu, chúng ta chỉ cần tra dầu vào thôi. Và quạt thông thường nó sẽ có các cái lỗ như này để chúng ta châm dầu vào. Và nếu như mà nó không có cái lỗ này thì các bạn có thể là châm dầu vào, chúng ta chế một cái vòi, chúng ta sẽ châm vào trực tiếp vào bên trong này. Và bên trong này thông thường nó sẽ có một cái bông, gọi là cái bông ngậm dầu. Đây, đây chính là cái bông ngậm dầu nhá. Cái bông ngậm dầu này nó sẽ ôm lấy cái bạc thau này của chúng ta. Các bạn thấy chưa? Nó ôm lấy cái bạc thau như này. Và nếu như cái bạc thau này mà cái loại xịn sò loại tốt thì nó sẽ cấu tạo bởi bột đồng và một số các cái hợp chất khác, nó ép lại và thành hình dáng như này. Và khi mà nó ép bột như thế thì thông thường nó sẽ có những cái lỗ li ti ở bên trong và nó có tác dụng là thấm dầu. Và cái bông này nó ngậm dầu và khi mà quạt nó chạy nóng thì cái dầu nó sẽ chảy ra và nó sẽ thẩm thấu qua cái bạc thau này và nó vào bên trong, nó sẽ bôi trơn cái trục bên trong. Còn nếu như mà cái bạc thau này nó kém chất lượng thì cái khả năng thấm dầu nó rất kém hoặc không có. Và đó là nguyên nhân tại sao mà quạt nó chạy nó hay bị bó két là vì vậy, nhất là các cái quạt rẻ tiền. Ở đây mình có hai cái bạc thau này. Một cái bạc này là cái quạt thông thường này, một cái bạc này là quạt xịn tiền triệu này. Các bạn nhìn thấy quạt xịn tiền triệu nó trông khác so với cái quạt thông thường đúng không ạ? Ở đây mình dùng một cái nam châm mình thử này. Đây, quạt thông thường này, nam châm không bắt này, quạt tiền triệu này bắt này. Và với quạt tiền triệu ấy thì các bạn dùng 1 năm 2 năm mới phải tra dầu nhưng nó vẫn trơn tru. Còn đối với quạt thông thường như này, bản thân như mình dùng quạt nhà mình thôi, với quạt này 1 năm có khi mình phải tra dầu 2 lần. Có những lần mà quạt nó yếu, lôi ra mở hẳn ra, bông thấm dầu vẫn còn đầy dầu luôn các bạn nhá, vẫn còn đầy dầu, bóp ra cái dầu chảy ra lênh láng luôn, nhưng mà nó vẫn bị bó két, chứng tỏ rằng cái quạt thông thường này cái khả năng thấm dầu nó rất kém. Do đó mình có một cái video chia sẻ cho các bạn về cách độ chế, đó là bằng cách khoan cái lỗ như này. Thì nhiều bạn bảo là cái ông này không không hiểu gì về cơ khí, thì các bạn nói đúng. Bởi vì sao? Bởi vì nguyên tắc bạc thau xịn thì nó phải là tự thấm, thế nhưng mà đối với cái quạt thông thường này toàn dùng các cái bạc thau kém chất lượng thôi. Đó là nguyên nhân tại sao các bạn hay phải tra dầu. Còn cái quạt mà xịn như quạt Mitsu tiền triệu ấy, các bạn 1 năm mà không tra dầu nó vẫn cứ trơn tru. Còn cái quạt thông thường này, một mùa hè mà các bạn không tra dầu một lần ấy thì nó kẹt, nó bó. Một cách khắc phục thứ hai mà nếu như ai mà am hiểu về kỹ thuật thì đó là chúng ta nên thay tất cả các cái bạc thau như thế này bằng bạc đạn hay là bằng vòng bi như thế này. Có nhiều bạn bảo là thay vòng bi nó chạy ồ như máy cày ấy, thì có thể là do các bạn thay nó chưa chuẩn dẫn đến nó không đồng trục. Và thứ hai, có thể là do các bạn mua phải cái vòng bi kém chất lượng thì sau một thời gian nó kêu là đúng rồi. Bởi vì vòng bi nó nhiều loại lắm, và khi mà các bạn thay cho quạt gia đình các bạn nên mua cái vòng bi nó xịn một tí, nó chỉ có mấy chục ngàn thôi, nó không đắt đâu. Nhưng mà nó cực kỳ bền và đảm bảo các bạn thay mà vòng bi xịn ấy,
chạy êm ru còn êm hơn cả cái bạc thau này, mà các bạn không phải tra dầu tra mỡ nữa. Các bạn chạy 10 năm cũng không phải tra dầu tra mỡ, nó vẫn êm luôn. Ở đây mình có hai cái quạt này, các bạn nhìn thấy chưa? Hai cái quạt này, một cái quạt này là mình đã độ chế lên vòng bi rồi, còn quạt này vẫn dùng bạc thau như thế này. Bây giờ mình sẽ quay cho các bạn này, đây là quạt vòng bi này, còn đây là quạt bạc thau này. Quạt bạc thau này mình quay sau này, quạt vòng bi này mình quay trước này. Bây giờ các bạn xem là quạt nào dừng trước nhá. Đây này, vòng bi cái dòng vòng bi này nó cũng không phải là xịn đâu, nhưng mà nó dùng được này. Đây các bạn nhìn thấy quạt bạc thau này dừng lại rồi này, vòng bi vẫn quay này. Còn những cái vòng bi này nó hơi kém chất lượng một tí này. Còn nếu có các vòng bi Nhật xịn ấy thì nó bền hơn rất nhiều, mà hay dùng cho các cái máy khoan ấy, nó bền lắm. Và các vòng bi này là vòng bi 608 các bạn nhé, bạn mua rất thông dụng ở trên thị trường luôn. Và mình cũng đã có video hướng dẫn cho các bạn chế độ cái bạc đạn hay là chế độ cái vòng bi này vào quạt rồi. Đấy các bạn nhìn thấy chưa, nói từ nãy giờ mà quạt nó vẫn quay này. Đấy, vẫn quay này, trong khi đấy quạt này đã dừng rồi. Cái nguyên nhân mà quạt chạy chậm, chạy yếu và kêu thứ ba đó là do hỏng con tụ. Thì thông thường các bạn thấy này, quạt nào nó cũng sẽ có một con tụ nhá các bạn nhá. Ví dụ quạt này, con tụ nó nằm ở đây. Có những quạt thì nó sẽ đặt ở phía dưới. Ví dụ như các cái quạt bàn như thế này. Đây, quạt bàn như thế này thì nó sẽ đặt tụ ở phía dưới này, tùy từng quạt nhá. Thì đây chính là các cái tụ quạt các bạn nhá. Đối với quạt gia đình thông thường ấy thì tụ dao động khoảng 1,5 cho tới 2,2 mi. Và nó hỏng thì thông thường là nó hay giảm cái điện dung của nó các bạn nhé. Nó hay giảm điện dung, chứ còn nó chập thì nó gần như là ít khi chập lắm. Đây là một cái tụ tốt 2 microfarad này. Thì các bạn sẽ đo này. Cái này các bạn sẽ cần phải có đồng hồ. Chúng ta cần phải có đồng hồ chúng ta mới đo được các bạn nhé. Đây các bạn nhìn thấy này, đồng hồ nó hiển thị là 2 microfarad này. Thì đây là một chiếc tụ tốt này. Còn cái tụ nó chạy yếu này thì thông thường nó sẽ hạ cái điện dung này xuống, tức là cái điện dung này nó kém đi này, nó không đạt được 2 microfarad nữa. Đây mình sẽ đo cho các bạn luôn này. Cái tụ này là cái tụ mà đã hỏng, đã kém rồi. Cái của quạt cũ của mình đã phải thay ra. Thì các bạn nhìn thấy này, chưa đến 1 microfarad, có nghĩa là 0,89 microfarad, 0,89 microfarad. Có nghĩa là nó cái điện dung này nó đang hạ xuống một nửa. Hơn một nửa. Do đó là khi mà cái điện dung nó hạ xuống hay là tụ đã hỏng rồi thì quạt nó chạy yếu, nó chạy lờ đờ. Và nếu mà chúng ta tiếp tục dùng thì nguy cơ cháy cuộn dây là rất cao. Bởi vì khi mà quạt nó quay lờ đờ ấy, thì cái cuộn dây nó nóng lên rất nhanh và nó sẽ làm cho cháy cuộn dây. Nên là khi mà các bạn thấy quạt kém rồi và các bạn đã bôi dầu, bôi trơn tất cả các thứ rồi nhưng mà quạt vẫn chạy kém, thì các bạn có thể là nghĩ ngay đến cái trường hợp là tụ. Nếu mà trường hợp các bạn không có những cái đồng hồ chuyên dụng như thế này thì các bạn thấy quạt yếu, tốt nhất các bạn cứ ra cửa hàng điện, các bạn mua lấy một cái tụ như này. Với cái tụ nó khá rẻ thôi, nó trên dưới 10.000 một cái tụ thông thường. Còn cái tụ xịn thì nó cũng chỉ trên dưới 20.000 thôi. Và các bạn lưu ý khi mà các bạn mua thì các bạn sẽ mua đúng cái trị số microfarad này, cố gắng mua đúng cái trị số này. Còn cái điện áp thì có thể là mua cao hơn nhá, đừng mua thấp hơn. Ví dụ như quạt cũ của mình đây, điện áp là 400V, thì cái tụ mới đây mình cũng mua là 400V hoặc là cao hơn. Các bạn đừng mua thấp hơn, càng cao càng tốt thì cái tụ nó càng bền. Cái nguyên nhân thứ tư đó là hỏng cuộn dây làm cho quạt yếu, chạy chậm hoặc là kêu. Thì mình cũng đã gặp một trường hợp là quạt cứ kêu lọc cà lọc cọc, mặc dù là mình đã vệ sinh rồi, tra dầu mỡ các cái ổ trục này, quay chạy rất chi là chân chu rồi, thế nhưng mà lắp vào nó vẫn cứ chạy chậm rồi, nó cứ kêu lọc cọc lọc cọc lọc cọc. Thì sau đó mình mới biết được rằng là cuộn dây có một số vòng bị chạm chập, dẫn đến là một số số nó không còn đúng cái thông số của nhà sản xuất nữa. Và khi mà có một số vòng dây nó bị chạm chập thì dẫn đến làm sao? Các bạn hình dung nôm na như này, cuộn dây như thế này, nó có khá nhiều cuộn này, các bạn nhìn thấy chưa? Có khá nhiều cuộn nó sắp xếp như này. Thì mỗi một cuộn nó sẽ tạo ra một cái từ trường quay như này, từ trường quay này. Ví dụ đến cuộn này chẳng hạn, nó đang bị lỗi, dẫn đến từ trường quay chỗ này nó bị yếu, nhưng mà đến chỗ khác lại mạnh. Thế là cứ quay cái rotor của chúng ta như này nhé. Chúng ta rotor như này, nó cứ quay. Đấy. Chỗ này thì mạnh thì quay nhanh, nhưng đến chỗ yếu lại quay chậm. Thế là nó dẫn đến nó cứ giật khực. Do đó là quạt nó chạy chậm nhưng đồng thời cái nó giật khực như thế, nó tạo ra cái tiếng kêu lọc cọc, rất chi là khó chịu luôn. Do đó nếu như các bạn mà đã thay tụ rồi các cái trục động cơ ngon lành cành đào rồi mà nó vẫn chạy yếu, rồi nó vẫn kêu lọc cọc, thì nguyên nhân cao đó là cuộn dây bị lỗi. Thì đối với cuộn dây mà bị lỗi, bị chạm chập hay bị đứt thì tốt nhất các bạn thay mới cho mình.
Bởi vì sao? Bởi vì các bạn sửa cuộn dây này cũng hơi khó, tìm ra thì phải gỡ hết ra, rất mệt luôn. Và thông thường là thay mới. Một cái stator hay là cái cuộn dây như này của cái quạt thông thường nó là B446 thì giá của nó chỉ tầm dưới 100 ngàn một cái cuộn dây như này thôi, nó không hề đắt đâu. Và khi mà các bạn mua cuộn dây thì các bạn phải lưu ý cho mình một số các cái thông số như sau. Thứ nhất là các bạn sẽ đo cái chiều dày cái ferrit này xem nó dày bao nhiêu. Và thứ hai là các bạn sẽ đo cái đường kính ở bên trong như này. Và các bạn sẽ mua đúng cái thông số nó như thế thì các bạn về mới lắp được vào nha các bạn nhé. Bởi vì trên thị trường nó cũng có khá nhiều loại, ví dụ như là loại B3, B4, rồi B5. Nó tùy theo kích cỡ quạt mà nó có các cái loại khác nhau. Thì với những cái này thì các bạn có thể là tìm hiểu thông số ở trên mạng các bạn nhé. Và cái nguyên nhân thứ năm rất ít ngờ tới, đó là cái cánh quạt này các bạn này. Cái cánh quạt này cũng là một cái nguyên nhân làm cho quạt của chúng ta kêu lọc cà lọc cọc lọc cà lọc cọc các bạn nhé. Tại sao cánh quạt lại kêu lọc cọc? Bởi vì sao? Nếu như cánh quạt kém chất lượng, các bạn hình dung này, nó quay như này, và cái cánh quạt là cái mà tác động lên cái trục motor là lớn nhất. Nếu như cánh quạt của chúng ta nó không cân tâm thì khi nó quay thì cái trục motor này nó sẽ ép rất mạnh vào cái bạc thau này, nó sẽ làm mòn nhanh chóng cái bạc thau này và dẫn đến là nó sẽ có cái độ dơ giữa trục và cái bạc sau, và nó sẽ kêu lọc cọc lọc cọc lọc cọc. Đồng thời cái cánh mà nó kém chất lượng thì các bạn nhìn thấy đây, đây là một cánh kém chất lượng này, các bạn nhìn thấy chưa? Sau một thời gian sử dụng này nó nứt, nó vỡ này. Đấy, nứt vỡ hết rồi. Đây, nứt vỡ này. Thì với cái nứt vỡ như này thì khi mà nó quay nó không còn cân được nữa. Thì các bạn muốn kiểm tra cánh cân tâm hay không thì đơn giản thôi. Các bạn sẽ dùng một cái dây chỉ, xong các bạn buộc vào một cái tăm nhỏ nhỏ này, các bạn sẽ luồn vào cái cánh quạt của chúng ta. Vào cái lỗ của cánh quạt các bạn sẽ luồn vào giữa. Và bây giờ các bạn sẽ lấy một cái băng dính, các bạn sẽ cân làm sao cho cái dây chỉ của chúng ta nó nằm ở chính giữa cái lỗ này nhé các bạn nhé, chính giữa. Sau đó các bạn sẽ dùng cái băng dính, các bạn dính chặt cái tăm này lại để cho nó khỏi xê dịch. Tức là mục đích của chúng ta làm sao cái dây chỉ của chúng ta nó sẽ luôn luôn nằm ở giữa cái lỗ này. Ở đây mình sẽ làm mô phỏng nên là thôi mình sẽ không dính nữa cho nó đỡ mất thời gian của các bạn. Sau đó là các bạn sẽ dùng cái tay các bạn giữ như này, các bạn sẽ xem nó đang bị lệch ở đâu. Thì các bạn nhìn thấy này, nó đang bị lệch về cái cánh bên này. Đấy, lệch nhiều về cái cánh bên này. Thì bây giờ chứng tỏ là cánh bên này nặng. Thì đơn giản thôi, cái cách khắc phục một là các bạn sẽ tìm một cái gì đó, các bạn sẽ dính vào cái cánh này để cho nó cân lại. Hoặc các bạn sẽ dùng cái dao, các bạn gọt bớt cái nhựa ở cái cánh này đi. Để làm sao? Sau đó chúng ta sẽ cân làm sao để cho cánh lúc nào nó cũng sẽ cân. Đây các bạn nhìn thấy nó bị lệch nhiều với cái cánh bên góc này. Đấy, thì khi mà nó lệch như thế này thì nó quay, dẫn đến là nó kéo cái trục này, làm cho dơ trục bạc rồi trục thau rất nhanh luôn. Và nó phát sinh ra tiếng kêu. Và đối với cái trường hợp như này, nếu như các bạn mà cân được thì các bạn cân, còn nếu mà vỡ quá như cánh này thì tốt nhất là thay mới. Đây, như mình mua những cái cánh mới như này, các bạn thay mới. Và các bạn thay mới thì các bạn nên chọn những cái cánh loại tốt, hàng hãng thì nó sẽ cân hơn. Còn những cái cánh này, đây là cánh hàng chợ này, hàng kém chất lượng này. Nếu các bạn mua hàng kém chất lượng về, kể cả cánh mới có khi nó cũng không cân đâu. Ok, mình cũng vừa mới chia sẻ cho các bạn tất cả các lỗi làm cho quạt chạy chậm, chạy yếu rồi kêu. Và đồng thời mình cũng đã chỉ cho các bạn cách khắc phục. Hy vọng rằng khi các bạn xem xong cái video này thì các bạn có thể là tự làm và khắc phục triệt để cho cái quạt trong gia đình của chúng ta. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.